Chào mọi người, thì hôm nay thì mình sẽ làm clip chi tiết cái quá trình mình lắp một chiếc PC các bạn nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ lắp cái chiếc PC để chúng ta chơi một số game, ví dụ như là Liên Minh, rồi Đột Kích, rồi Valorant, rồi GTA 5, rồi CSGO, rồi PUBG PC hoặc là PUBG Mobile, hoặc là mấy cái game cái Sim Pack ấy. Thì chúng ta sẽ làm cái chiếc PC này để chúng ta chơi thử mấy cái game đó trong cái khoảng giá khoảng tầm 5 triệu các bạn nhé. Thì đây là toàn bộ các cái linh kiện mà mình đã chuẩn bị để chúng ta lắp cái chiếc PC này. Thì cái clip này sẽ là cái clip chi tiết cái quá trình mình lắp cái chiếc PC này. Còn nếu mà các bạn nào muốn tham khảo cái quá trình mình test game và hiệu suất của chiếc PC này thì mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả để cho các bạn tham khảo. Hoặc là cái link về giá để các bạn tham khảo thì các bạn có thể xem ở dưới phần mô tả nhé. Thì bây giờ thì mình sẽ quay gần cho các bạn xem những cái linh kiện mà mình chuẩn bị cũng như là những thứ mà mình cần chuẩn bị để mình lắp cái chiếc PC ngày hôm nay. Ok. Đây các bạn nhé. Đây là toàn bộ các cái linh kiện mà mình đã chuẩn bị để lắp một chiếc PC hoàn chỉnh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến cái nguồn. Thì đây mình đã chọn một con nguồn Symantec 400W. Nguồn này nguồn cũ thôi các bạn nhé. Tiếp nữa là chúng ta sẽ chọn một con main. Main này thì mình đang chọn một con main là main H81. Đấy, các bạn nhìn như mới luôn. Chip CPU ấy. CPU thì mình sẽ chọn một con i3-4150. Đấy. Tiếp theo là cái fan tản nhiệt thì mình sẽ chọn một cái fan này thôi. Mình cũng không cần phải cái fan LED. Bạn nào mà thích fan LED thì các bạn có thể chọn fan LED nhé. Tiếp nữa là RAM. RAM thì chúng ta sẽ chọn 2 thanh 4GB thì tổng sẽ là 8GB. Thì cái main này nó có 2 khe cắm thì chúng ta sẽ cắm 2 thanh thì tổng là 8GB RAM nhé. 2 thanh 4GB DDR3. Tiếp nữa là ổ cứng. Ổ cứng thì chúng ta sẽ có một cái SD. SD 120GB đây để chúng ta lưu win nhé. Lưu Windows. Tiếp nữa là chúng ta sẽ chuẩn bị một cái ổ khoảng tầm 320GB đến 500GB để chúng ta lưu game cũng như là lưu các cái file làm việc của chúng ta. Thì mình sẽ chọn một cái ổ 500GB. Tiếp nữa là chúng ta sẽ chọn một cái card hình rời. Card hình rời thì có rất nhiều loại, nhưng mà đợt này thì mình sẽ lắp cái con đó là con GTX 750 Ti. Đây nhá, GTX 750 Ti 2GB D5 các bạn nhé. Rồi, tiếp nữa là chúng ta sẽ chọn đến cái vỏ. Đây là cái vỏ cây các bạn này. Cái vỏ cây này thì cái này tùy theo sở thích của các bạn. Các bạn có thể chọn vỏ LED cũng được, nhưng mà mình sẽ chọn cái vỏ này để cho nó tiết kiệm chi phí nhá. Vì là chọn vỏ này nên là mình cũng chả cần phải LED, nên mình cũng chọn cái fan này này. Và các bạn cũng có thể chọn những cái khay như thế này. Đấy, cái khay như thế này bình thường nó khoảng tầm 20.000 chẳng hạn, thì cái vỏ này nó khoảng tầm 200.000 cơ. Nó chênh nhau tận 10 lần liền. Thì bạn nào mà muốn lắp kiểu tiết kiệm thì các bạn có thể chọn những cái khay như thế này. Được chưa? Ok. Thì đấy là toàn bộ các cái linh kiện mà chúng ta chuẩn bị. Và một lưu ý là khi các bạn mua nguồn nhé, các bạn mua nguồn thì các bạn cần phải xin theo cái dây này. Đấy, cái dây nguồn 220V này. Hoặc là các bạn phải mua thêm cái dây này để chúng ta cắm vào cái đầu này khi chúng ta bật máy tính nhé. Tiếp nữa này là các bạn mua ổ cứng ấy. Mua ổ cứng ấy thì các bạn cần phải xin kèm theo cái dây SATA nhé. Xin kèm dây SATA. Đấy, một cái ổ cứng thì cần một cái dây SATA. Hai cái thì hai dây. Được chưa? Để các bạn mua, các bạn lúc các bạn lắp các bạn đỡ phải mua. Tiếp nữa là khi các bạn mua CPU này, các bạn mua CPU hoặc là mua cái fan này này, thì các bạn cần phải xin thêm hoặc là bảo người ta kèm theo cái keo tản nhiệt của nó các bạn nhé. Để khi chúng ta lắp vào main thì chúng ta phải bôi keo tản nhiệt vào. Được chưa? Ngoài ra thì chúng ta còn phải có cả tô vít hoặc là các cái kéo, cái kìm hoặc là các cái giấy như thế này, giấy vệ sinh như này. Còn nếu mà các bạn mua những cái vỏ mới này, những cái vỏ mới thì bên trong ấy nó sẽ có, bên trong nó sẽ có sẵn ốc, toàn bộ ốc cho các bạn bên trong rồi, nó có bên trong ốc bên trong rồi, kể cả những cái này như thế. Cái này nó cũng kèm theo ốc đây các bạn này, đây này, ốc đây này, đấy, nó kèm theo ốc này nhá. Còn nếu mà các bạn mua cũ thì các bạn nhớ xin những cái shop bán hàng kèm cái ốc cho các bạn. Thì đấy là toàn bộ các linh kiện mà mình chuẩn bị để lắp cái chiếc PC này. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ mang xuống dưới để chúng ta lắp một chiếc PC hoàn chỉnh bạn nhé. Ok. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lắp các bạn nhé. Đầu tiên thì đây là cái main này. Chúng ta sẽ lắp cái CPU trước. Lắp cái CPU trước. Thì những cái đồ cũ này thì chúng ta lên là lau cho nó sạch cái phần vàng vàng này đi. Lau sạch cái phần vàng vàng này đi. Được chưa? Lau xong thì các bạn chú ý này. Ở trên cái main nó có cái socket này. Chúng ta bẻ này xuống. Ấy ra. Nhấc lên như này. Được chưa? Sau đó chúng ta đặt cái CPU vào đây. Thì CPU ở đây nó có một cái khuyết bên này và một cái khuyết bên này, thì nó sẽ tương ứng với khuyết bên này và khuyết bên này. Được chưa? Chúng ta cứ đặt đúng cái hai khuyết đấy vào với nhau là được. Đấy, đặt như này.
Được chưa? Sau khi đặt xong đặt này xuống. Gạt nó vào như này, thế là cái CPU nó ăn vào đây. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ lắp cái fan CPU nhá. Thì lắp cái fan CPU này thì ví dụ cái fan này này thì chúng ta sẽ rút những cái này xuống, rút cái này ra phía sau. Rút ra phía sau như này để cho nó thò cái đen ra phía sau. Tiếp nữa là ở trên cái bên nó có 1 2 3 4 cái lỗ, thì ở đây nó cũng có 1 2 3 4 thì chúng ta sẽ đặt tương ứng vào để chúng ta đẩy vào nhá. Thì một lưu ý là chúng ta cần phải bôi keo vào đây nhá, bôi keo vào đây. Đây là keo tản nhiệt, chúng ta có thể bôi vào đây cũng được hoặc là bôi vào đây. Đấy, các bạn bôi vào đây. Được chưa? Sau khi các bạn bôi xong rồi, chúng ta sẽ đặt vào này. Đặt vào thì các bạn chú ý là ở đây nó có một cái rắc gọi là rắc CPU fan để nó cấp điện cho cái quạt này nó quay. Thì chúng ta xem ở trên main ấy, nó có cái chân nào nó ghi chữ CPU fan thì chúng ta cắm vào. Thì đây, cái main này nó có ở đây, nó cắm ở đây. Thì chúng ta sẽ hướng cái dây này về phía này. Được chưa? Hướng về phía này. Hoặc là hướng như thế này. Hoặc là hướng như thế này để cho cái chữ Intel này nó cùng chiều thì nhìn nó đẹp hơn nhá. Chúng ta đặt vào. Đặt vào này. Sau khi đặt vào chúng ta sẽ đút những cái trắng này xuống cái lỗ của cái main. Đút nó vào. Đấy. Ấn nó vào. Được chưa? Sau khi nó ấn nó xuống rồi thì cái quạt này nó vẫn lỏng đúng không? Thì chúng ta phải đẩy cái này xuống, ấn này xuống, xoay. Này. Ấn xuống này, xoay. Được chưa? Ấn xuống, xoay. Ấn xuống, xoay. Đấy. Thì các bạn ấn xoay như này nhá. Thì các bạn ấn xoay như này thì các bạn có thể nhìn từng sau này. Những cái đen đen nó sẽ thò ra khỏi những cái trắng trắng. Những cái đen nó sẽ thò ra khỏi những cái trắng. Thì lúc đấy nó sẽ giữ được cái quạt vào cái main nhá. Nó sẽ kiểu nó như một cái chốt ấy. Đây này, cái quạt nó rất chắc. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ cắm cái dây CPU fan, cắm vào. Được chưa? Các bạn phải chú ý cái dây này nhá. Nếu mà cái dây này nó đi mà nó vướng cái quạt này nó có thể bị mắc. Tiếp nữa là sau khi chúng ta lắp xong CPU và fan rồi, chúng ta sẽ lắp đến RAM. RAM chúng ta cũng sẽ lấy cái giấy này chúng ta lau qua cái trần đi, vì nó là RAM cũ thì đôi khi nó hay bị oxy hóa hoặc là bẩn. Tránh trường hợp là chúng ta lắp xong rồi lên nó không chạy. Đấy, chúng ta lau sạch đi. Lau sạch chúng ta mới cắm vào. Cắm. Được chưa? Đấy. Thì cắm thì các bạn chú ý này, ở cái RAM nó sẽ có một cái khuyết đây. Nó có một cái khuyết ở đây. Đúng chưa? Thì trên cái main và cái khe cắm RAM nó cũng có một cái khuyết ở giữa đây. Nó không phải ở giữa đâu nhưng mà nó chia đôi cái RAM ra. Đấy, nó đây này. À, nó không phải chia đôi mà nó chia cái RAM ra. Thì đây có một bên này, đây có một bên này. Một bên ngắn, một bên dài đúng không? Nó có một cái khuyết đây. Thì chúng ta ướm đúng như thế đặt vào. Đấy, đặt vào chúng ta không lấy tay đẩy nó nhá, mà chúng ta sẽ ấn hai đầu. Đấy, mình ấn này. Đấy, nó kêu tách cái này được. Bên này cũng thế, chúng ta ấn nó kêu tách cái này được này. Được chưa? Như vậy là cái RAM nó sẽ giữ chắc ở trên cái main. Xong nhá, như vậy chúng ta đã lắp xong RAM nhá. Cái việc tiếp theo là chúng ta sẽ lắp những cái phần còn lại. Những cái phần còn lại thì chúng ta sẽ bỏ cái vỏ cây ra. Bỏ cái này ra một bên đã. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái nắp ra. Rút về phía sau. Mở cái nắp. Thì các bạn có thể thấy ở trong cái vỏ này nó sẽ có cái sẵn cái ốc này. Đấy, nó sẵn ốc đây đúng không? Chúng ta sẽ bỏ cái ốc ra. Đây. Ốc của nó này, nó sẽ có đủ ốc ở trong đây. Thì cái ốc này mình sẽ cho vào cái này. Được chưa? Tiếp đấy chúng ta sẽ có cái này, chúng ta cũng bỏ ra. Rồi. Bên này cũng vậy, chúng ta sẽ mở lốt cái nắp này ra. Việc tiếp theo chúng ta sẽ cho cái dây ra phía sau này cho nó gọn. Đấy là những cái bạn thích đi gọn thôi. Còn các bạn, cái phần này thì cũng tùy từng bạn mà. Đấy, như thế này. Bên trong nó sẽ gọn. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái nguồn. Thì trước khi lắp nguồn chúng ta có thể lắp main trước cũng được, tùy các bạn. Hay bây giờ mình sẽ lắp main trước nhé. Lắp main trước thì các bạn chú ý này. Cái main nó sẽ có cái chặn main, đi theo cái chặn main như này. Và cái chặn main nó sẽ lắp như này các bạn này. Đấy, nó sẽ lắp như này để cho tránh chuột bọ mọi thứ, được chưa? Thì cái này chúng ta sẽ lắp vào cái phần
phía sau này chúng ta sẽ lắp vào. Đấy, các bạn lắp thế này. Sau khi lắp xong rồi thì chúng ta chú ý ở trong đây. Ở trên cái main nó sẽ có những cái lỗ. Một lỗ, hai lỗ, ba lỗ, bốn lỗ, năm lỗ, sáu lỗ. Thì đây là cái lỗ để chúng ta vặn cái ốc để nó cố định cái main vào cái vỏ. Được chưa? Thì ở trên cái vỏ nó cũng có những cái chân ốc như này này. Một chân này, hai chân này, ba chân này, bốn chân này. Thì ở đây nó có sáu chân, thì ở đây nó có thiếu hai chân này ở đây đúng không? Chúng ta ướm cái main vào. Chúng ta có thể ướm cái main vào. Ướm như này thì chúng ta sẽ biết được là cái chân ở đâu còn thiếu. Ở đây còn thiếu một cái này. Và ở đây thiếu một cái này. Thì chúng ta sẽ vặn thêm ốc vào. Vặn thêm ốc thì ốc ở đâu? Ốc chính là cái ốc ở trong đống ốc mà người ta kèm theo ấy. Đây mình sẽ lấy cho các bạn xem. Đây các bạn nhé. Nó chính là cái ốc này. Đấy, nó chính là cái ốc này, được chưa? Thì cái này chúng ta có thể dùng kim chúng ta vặn hoặc được cũng được, hoặc là tay, hoặc là nếu mà các bạn có cái trục này thì các bạn có thể vặn bằng cái trục này. Chúng ta đặt vào. Vặn vào thôi. Rất đơn giản thôi, cái này cũng vậy. Đặt vào cái trục, xoay vào. Bạn nào không có cái trục này thì các bạn có thể vặn bằng cái kim thì nó sẽ lâu hơn một chút. Được chưa? Sau khi các bạn vặn rồi thì chúng ta sẽ có một cái trục ở đây, hai cái trục ở đây. Thì nó sẽ tương ứng với cái main. Giờ chúng ta sẽ đặt cái main vào nhá. Đặt cái main vào này. Đấy, đặt cái main vào như này thì nó sẽ tương ứng những cái lỗ này để chúng ta vặn ốc. Và cái quan trọng là cái phần này các bạn này. Cái phần này nó phải thò những cái cổng ra để chúng ta cắm, nó phải tương ứng nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là vặn ốc. Vặn ốc thì chúng ta sẽ vặn bằng cái ốc nào? Đây thì mình sẽ dùng những cái ốc này. Nó có tất cả là 6 cái ốc đúng không? Thì chúng ta sẽ vặn 6 cái, nhặt ra 6 cái. 2 4 5 6. Đây chúng ta sẽ dùng bằng cái ốc này các bạn nhé. Đây cái ốc này, ốc nhỏ nhất trong cái đống ốc mà người ta kèm theo. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vặn này. Vặn thì chúng ta cứ vặn tương ứng mà thôi. Rất đơn giản thôi. Như vậy là chúng ta đã lắp xong toàn bộ cái ốc nhé. Lắp xong toàn bộ ốc và cái mên nó rất chắc. Đúng không? Nó rất chắc. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành là cắm những cái dây này đi. Chúng ta sẽ cắm những cái dây này. Chúng ta sẽ luồn ra phía này. Đấy, luồn. Và chúng ta sẽ nhìn xem là cái rắc này nó cắm như thế nào. Thì cái hướng dẫn cắm cái dây này thì mình đã làm một clip riêng để mình chỉ cho các bạn rồi. Vì mỗi mên nó có một kiểu khác nhau. Nên là các bạn, nếu mà các bạn lắp đến cái đoạn này thì các bạn hãy xem cái clip ở dưới phần mô tả nhé. Cái clip này này. Thì các bạn sẽ biết được cái cách lắp cái này. Thì các bạn sẽ hiểu hơn là cái việc mà bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn. Thì nó sẽ hơi khó. Nên là bạn nào mà đến cái phần mà cắm những cái dây này thì các bạn hãy xem cái clip mà mình đã làm đợt trước ấy. Mình để dưới mô tả cho các bạn xem nhá. Ok. Còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành là cắm cái này. Sau khi chúng ta cắm xong cái dây này rồi thì chúng ta có thể là lật về cái này, chúng ta kéo ngược lại để cho các cái dây này nó gọn. Nó gọn thì chúng ta hãy lấy cái dây thít, chúng ta thít nó vào. Dây thít này rất rẻ thôi, mua mười mấy nghìn cũng được, hoặc là mua cả một túi to là khoảng tầm 50-60 nghìn. Đấy, như vậy nó sẽ gọn những cái dây này, được chưa? Tiếp nữa là chúng ta sẽ lắp cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ lắp cái ổ cứng SSD nhá. SSD đây. Thì ở trên cái vỏ này nó sẽ có rất nhiều chỗ để chúng ta lắp SSD. Ở phần này cũng có thể lắp được cái ra này. Đây này, chúng ta có thể đặt như này này. Đặt như này. Được chưa? Quan trọng là các bạn nhìn ở trên cái SSD này, nó sẽ có những cái chân ốc ở đây để chúng ta vặn ốc, hoặc là ở đây
thì chúng ta sẽ đặt những cái này vào những cái vị trí của cái chiếc vỏ PC ý. Nó phù hợp thì chúng ta vặn. Đấy, ví dụ như ở trên đây cũng có cái chỗ này này, thấy cái khoảng cách cũng khá là gần và chuẩn nên chúng ta sẽ có thể đút vào đây. Được chưa? Thì nó cũng thò ra cái lỗ để chúng ta vặn ốc. Thì chúng ta sẽ vặn ốc vào. Thì ốc thì chúng ta sẽ vặn ốc nào? Riêng cái SSD thì chúng ta sẽ vặn cái ốc này nhá các bạn nhá. Cái ốc mà chúng ta vừa đã dùng để vặn cái main ấy. Đấy, cái ốc nhỏ này này, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vặn. Rồi sau khi chúng ta vặn xong ốc của SSD rồi, các bạn chờ chút. Sau khi chúng ta vặn xong cái SSD vào đây rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ vặn tiếp cái ổ cứng HDD. Đây, ổ cứng HDD. HDD thì ở đây thì mình xem nào. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy này, nó cũng có những cái lỗ đây này, nó có những cái lỗ đây này. Đấy, những cái lỗ này. Đấy, những cái lỗ này thì nó tương ứng ở trên cái vỏ cây, thì các bạn nhìn theo là xem là nó khớp với những cái lỗ nào thì các bạn đặt rồi các bạn vặn ốc. Được chưa? Ví dụ ở đây mình nhìn đây này, nó có cái phần này, nó có những cái lỗ này, thì mình có thể ướm thử. Mình có thể ướm thử, ướm thử xem có cái nào nó khớp không. Đây. Đấy, mình ướm cái này này. Ví dụ mình ướm đây thì các bạn có thể thấy một lỗ, hai lỗ, ba lỗ, bốn lỗ. Rất khớp đúng không? Nó thò ra. Thì chúng ta có thể vặn bằng cái này nhá. Thì mình sẽ có thể là để cái ổ cứng ở đây. Thì để ổ cứng thì chúng ta nhớ là để cái phần để cắm rắc về phía này nhá. Về phía này thì nó sẽ ok hơn. Kẻo là chúng ta để ngược về phía này thì sau chúng ta cắm cái này nó rất khó. Thì trước khi mình vặn cái ổ cứng này vào thì mình muốn chỉ cho các bạn cách để các bạn có thể cắm được cái rắc này trước. Kẻo tí nữa mình lúc mình cắm vào rồi thì các bạn sẽ nhìn rất khó cái quá trình mình cắm cái rắc này. Đây. Thì đây ví dụ con nguồn nhá. Đây là con nguồn của cái máy tính. Thì chúng ta hãy chú ý ở trên cái nguồn này, nó sẽ có cái rắc này. Đây. Cái rắc này không biết các bạn có nhìn thấy không? Đây các bạn nhá. Đây cái rắc này. Đấy, cái rắc nó bẹt bẹt như này này. Chứ không phải là cái rắc mà nó có bốn cái lỗ đây đâu. Đấy, rắc bẹt bẹt này. Thì cái rắc bẹt này thì chúng ta sẽ cắm vào cái phần dài này của cái ổ cứng. Trên ổ cứng nó sẽ có cái phần này. Chúng ta cắm vào. Cắm đúng khớp thì nó sẽ vào. Đây này. Cắm này. Được chưa? Rồi nhá. Thì còn rắc còn lại đây, cái rắc còn lại thì chúng ta sẽ dùng cái gì? Rắc còn lại thì chính là bằng cái dây dây SATA này này. Đấy, chúng ta cắm vào. Cái dây SATA này hai đầu giống nhau các bạn nhé. Chúng ta cắm vào. Được chưa? Thế là xong. Thế là cắm ổ cứng xong. Còn cái đầu dây còn lại này thì chúng ta sẽ cắm trên main, cắm ở trên cái main của cái máy tính. Thì đây mình sẽ cho các bạn xem luôn cái đấy là cái nào. Đây các bạn này, trên cái main máy tính này thì các bạn có thể thấy ở đây nó có cái chân này, chân để cắm này, một này, hoặc là đây này, hoặc là đây cũng là cắm cái dây SATA còn lại này. Đây cái đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm như thế này. Đấy, rất dễ thôi, cắm như thế này. Được chưa? Ok, xong nhá. Bây giờ mình sẽ lắp cái ổ cứng vào. Lắp ổ cứng thì chúng ta sẽ dùng cái ốc nào? Đây. Chúng ta sẽ sử dụng ốc này cho mình. Được chưa? Cái ốc tròn to to này, cái mũ nó tròn tròn này này. Nhá, bây giờ mình sẽ lắp vào. Như vậy mình đã lắp xong cái ổ cứng HDD vào đây và cái ổ cứng SSD đây. Bây giờ mình sẽ cắm cái dây SATA nhá. Cái dây SATA vừa mình chỉ các bạn cách cắm đấy. Đây, một đầu cắm vào cái SSD. Cái SSD này thì cái đầu của nó cũng giống như cái HDD này các bạn nhá. Còn cái đầu còn lại thì chúng ta sẽ cắm trên main. Cắm vào trên main. Xong. Tiếp theo dây còn lại. Dây còn lại chúng ta cũng làm như thế. Mình sẽ cắm bằng cái dây này đi. Cắm bằng dây này cho nó. Đấy. Đầu còn lại này chúng ta sẽ cắm vào cái ổ cứng HDD. Rồi xong. Thì cái ổ cứng này thì còn một cái rắc nữa, là cái rắc này đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái nguồn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái nguồn vào này. Nguồn đây. Nguồn chúng ta sẽ
lắp vào. Thì khi mà lắp chúng ta sẽ luồn ra phía sau, luồn ra phía sau để cho nó gọn, luồn qua cái lỗ này. Luồn qua. Đấy, và cái này chúng ta lấy tay đẩy nó xuống. Được chưa? Sau khi cái nguồn để như này rồi thì chúng ta sẽ tiến hành là vặn ốc cho cái nguồn này nó giữ vào cái vỏ. Thì ở đây nó sẽ có bốn cái lỗ ốc. 1 2 3 4. Đây chúng ta đẩy vào nó sẽ có bốn chỗ để chúng ta vặn ốc. 1 2 3 4. Được chưa? Bốn cái chỗ này thì chúng ta sẽ vặn bốn cái ốc vào đây. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái ốc nào? Thì đây sẽ là bốn cái ốc chúng ta sẽ sử dụng này. Đây các bạn nhé, các bạn sẽ sử dụng bốn cái ốc này cho mình. Đây, bốn cái ốc mũ vuông vuông này. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vặn nhé. Vặn thì chúng ta cũng lấy tu vít chúng ta vặn thôi, rất đơn giản. Xong như vậy chúng ta đã vặn được cái nguồn chắc chắn vào cái vỏ đúng không? Chúng ta sẽ lật ngược lại. Lật ngược lại và chúng ta sẽ kéo lại ra sau. Kéo ra sau thì ở đây nó sẽ có hai cái rắc. Ở đây có một cái rắc này là rắc 24 pin. Rắc 24 pin, còn đây là cái rắc CPU. Được chưa? Nhưng mà vừa nãy mình cắm cái mên vào rồi nên bây giờ mình sẽ lấy một cái mên khác để mình chỉ cho bạn cho nó dễ hình dung nhá. Đây, mình ví dụ cho các bạn, đây là một cái mên này. Được chưa? Đây là một cái mên, thì trên cái mên nó sẽ có cái phần này để chúng ta cắm cái rắc 24 pin. Để chúng ta cắm cái rắc này. Cắm cái rắc này. Đây, chúng ta sẽ cắm vào như này. Nó sẽ có cái gờ đây này. Nó sẽ có cái gờ đây. Và đây nó sẽ có cái gờ đây. Chúng ta sẽ cắm đúng từng cái gờ như thế. Cắm vào như này. Và chúng ta ấn nó vào. Ấn. Được chưa? Là chúng ta đã cắm xong cái rắc 24 pin. Còn cái chân này, còn đây sẽ là cái chân CPU để chúng ta cấp nguồn cho CPU đây. Thì cái này thì nó như cái nguồn này thì nó có hai rắc. Nó có hai rắc này thì để trường hợp mà ví dụ main của các bạn nó có 8 pin thì chúng ta sẽ dùng cả hai rắc này cắm. Nhưng ví dụ như cái main này nó chỉ có 4 pin thôi. Cái này dùng cho 8 pin thì chúng ta gộp cả cái này vào thì chúng ta cắm 8 pin là 8 lỗ đấy. Còn đây thì nó chỉ có 4 cái, 1 lỗ, 2 lỗ, 3 lỗ, 4 lỗ. Thì chúng ta chỉ cần phải cắm một rắc thôi. Được chưa? Chúng ta cắm một rắc thôi, rắc nào vừa chúng ta cắm, được chưa? Cắm vào như thế này là xong. Còn cái này thừa thì kệ nó nhá, cái này thừa kệ nó, không sao, được chưa? Đấy, thì tí nữa mình không quay cho các bạn cái phần mình cắm cái rắc này nữa nhá. Rồi bây giờ mình sẽ rút ra bạn bóp, rút cái này, thế bóp vào cái phần này và chúng ta rút ra là xong, được chưa? Thì đây, quay lại với cái chiếc PC này thì chúng ta hãy luồn cái này về phía trước. Và chúng ta xem cái rắc ở đâu. Đây, cái rắc nó ở đây này. Chúng ta sẽ cắm vào. Ấn nó xuống để cho nó chắc. Xong nhá. Còn cái rắc CPU này chúng ta lại luồn vào phía trong này. Luồn vào đây. Đấy. Lấy tay bên này. Lấy tay này. Chúng ta cắm vào. Cái này của mình cũng chỉ có 4 pin thôi. Như vậy mình chỉ cần cắm cái rắc 4 pin thôi. Cắm vào, xong nhá. Như vậy là mình cắm xong. Vậy thì chúng ta còn cắm cái rắc gì nữa không? Chúng ta còn hai cái ổ cứng này thì cần phải hai cái rắc cấp nguồn của nó nữa. Thì đây, như mình nói rồi. Chính là cái rắc bẹt bẹt này nhá. Chúng ta sẽ luồn về phía. Chúng ta luồn về phía ổ cứng. Đấy, ví dụ cái ổ cứng này chẳng hạn, chúng ta sẽ luồn về phía dưới này. Sau đó chúng ta sẽ cắm vào. Cắm thì vừa nãy mình đã chỉ các bạn cách cắm rồi đúng không? Các bạn cứ cắm như thế là xong. Xong cái rắc này nhá. Tiếp đến chúng ta sẽ cắm cái rắc ở trên đây nữa. Cắm cái rắc ở trên đây nữa để cấp cho cái SD.
chúng ta cũng tìm một cái rắc bẹt bẹt như này của chúng ta luồn vào. Mình sẽ luồn bên trên này nhé. Rồi, như vậy là chúng ta đã cấp được nguồn cho cái ổ cứng đủ rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ lật ngược lại. Lật ngược lại thì cái dây này nó hơi lằng nhằng đúng không? Chúng ta sẽ thít nó vào. Rồi, đến đây thì các bạn chú ý cho mình nhá. Chú ý mình là tiếp theo chúng ta sẽ cắm cái cạc hình rời. Thì ví dụ cái con cạc hình rời này của mình ấy, thì các bạn phải chú ý này. Các bạn phải nhìn ở phía trên này, hoặc là ở phía sau này, hoặc ở dưới này này, xem nó, hoặc là ở phần này này, thì xem nó có cái phần nguồn phụ không. Cái phần nguồn phụ thì nó cắm bởi cái rắc nguồn phụ này này. Nó cắm ở cái rắc nguồn phụ này này. Đấy, cái 6 pin này này. Có cái thì 8 pin, có cái thì hơn, nhưng mà nó sẽ cắm bằng cái rắc này vào cái phần đấy để nó cấp nguồn cho cái cạc hình rời. Nhưng mà có những cái cạc hình rời thì có cần nguồn phụ, nhưng có cái thì không cần các bạn nhé. Như cái này của mình này là con GTX 750 Ti thì nó không cần. Có những con GTX 750 Ti thì nó lại cần cái nguồn phụ, nhưng cái này không cần thì chúng ta sẽ không cần phải cắm cái rắc này nhá. Còn nếu mà nó cần thì chúng ta phải cắm cái rắc này. Cắm cái rắc này. Được chưa? Đấy. Nên là các bạn phải chú ý. Cái này thì chúng ta không phải cắm thì chúng ta sẽ cứ để đằng sau thôi. Nhá. Sau đó chúng ta sẽ để cái này thấp xuống như này, chúng ta sẽ nắp cái lắp lại. Bây giờ chúng ta sẽ lắp cái lắp lại. Chúng ta sẽ đặt cái phần lắp này vào này. Vì ở đây nó sẽ có một cái phần lồi ra này các bạn này. Phần lồi ra để nó bao lên cái phần lồi này này của những cái dây. Được chưa? Chúng ta sẽ đặt xuống như này. Lấy hai tay xuống. Chúng ta đẩy. Đấy, đẩy thế. Là nó sẽ giữ. Sau đó chúng ta sẽ vặn cái ốc này lại. Chúng ta sẽ vặn lại ốc. Vừa nãy chúng ta vặn cái ốc nào ra thì bây giờ chúng ta sẽ vặn cái ốc đấy lại. Rồi, chúng ta sẽ lật lại. Đây các bạn có thể nhìn thấy bên trong này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành là lắp lốt cái phần còn lại. Đó chính là cái cạc hình rời. Cái cạc hình rời thì chúng ta sẽ đầu tiên là chúng ta sẽ tháo cái phần chặn này ra. Cái phần chặn này ra. Vặn cái ốc ra. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đặt cái cạc hình rời vào. Thì cạc hình rời này chúng ta cũng nên lau cái phần này đi. Lau cái phần này cho nó sạch nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lắp này. Lắp thì chúng ta hãy nhìn ở trên cái main. Nó sẽ có cái khe này. Đấy, cái khe này nó cũng chia một cái đoạn dài và một cái đoạn ngắn. Cái khe này này. Thì ở trên cái cạc hình rời nó cũng vậy. Nó cũng có một cái đoạn dài này. Và nó bị khuyết ở cái phần này. Mà nó chia một đoạn ngắn đây. Thì chúng ta chỉ cần đặt tương ứng vào thôi. Đặt tương ứng vào cái khe cạc hình rời của nó thôi. Là chúng ta có thể ấn nước vào. Đây. Đặt. Chúng ta đặt vào đúng cái khe như thế này. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ ấn xuống. Ấn. Đấy, có cái nó kêu tách một cái thì là được. Như vậy là cái mình đã cắm cạc hình rời vào này. Khi mà cắm vào như này rồi thì chúng ta sẽ vặn cái ốc vào đây để cho nó chắc, không nó sẽ lỏng lẻo nhá. Chúng ta sẽ vặn cái ốc ốc này, chính là cái ốc mà các bạn vừa lắp nguồn đấy. Đấy, các bạn vặn vào. Rồi, như vậy là nó sẽ chắc cái cạc hình rời. Chúng ta sẽ vặn lốt cái này lại. Xong. Như vậy là mình đã lắp xong cái chiếc PC. Tất cả mọi thứ đã vào bên trong nhá. Chờ một chút để mình tạm dừng cái máy quay. Rồi. Đấy, như vậy là mình đã lắp xong mọi thứ. Rắc nguồn cho ổ cứng này, cạc hình rời đã vặn mọi thứ này. Quạt kiếp các bạn xem là nó có vướng dây không. Mọi thứ xem nó đã chuẩn chỉnh chưa. Sau khi mọi thứ nó đã ok rồi nhá, các bạn cảm thấy là các cái dây mình cắm đã chắc rồi, mọi thứ ok rồi, thì các bạn có thể thít những cái dây thít vào để cho nó gọn chẳng hạn. Có thể dùng những cái dây thít này để thít cho gọn cái dây vào. Những cái dây nào nó còn là xòe xòa quá thì các bạn hãy thít nó vào để cho nó gọn theo cái thẩm mỹ của các bạn và cái sự cẩn thận của các bạn. Được chưa? Sau khi chúng ta đã thít xong hết mọi thứ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lắp cái lắp lại. Đây, lắp cái lắp này lại. Đặt vào rồi đẩy. Được chưa? Và chúng ta vặn cái ốc vào thôi. Như thế này là chúng ta đã hoàn thành một chiếc PC. Đấy, rất đơn giản, rất nhanh đúng không? Không có gì là khó cả.
rất nhanh thôi, rất đơn giản. Bạn nào mà thích lắp fan thì bạn có thể lắp fan vào đây, tùy vào cái sở thích của các bạn. Như thế này các bạn đã xong rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ tháo cái nắp này ra nhé. Bình thường thì các bạn có thể cắm vào được rồi, nhưng bây giờ mình sẽ tháo ra để tí nữa mình cắm vào cái màn ở ngoài kia thì các bạn sẽ nhìn rõ được cái quạt nó quay. Bây giờ mình sẽ tháo cái nắp này ra. Còn các bạn mà dùng thì các bạn cứ để cái nắp đấy để cho nó đỡ bụi. Còn bạn nào muốn nó thoáng thì các bạn cứ bỏ cái nắp này ra nhá. Đấy, mình cứ tạm thời mình cứ bỏ cái nắp này ra. Được chưa? Bây giờ mình sẽ lấy cái chiếc cây này mình sẽ mang ra ngoài cái màn hình kia để mình cắm thử xem nó có lên không các bạn nhé. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp các cái dây nhá. Có bàn phím này, có chuột này, có dây màn hình này. Thì dây màn hình thì chúng ta sẽ lắp xuống cái phần cạc hình rời. Cạc hình rời chúng ta lắp vào đâu thì chúng ta sẽ cắm vào đấy. Cạc hình rời của mình vừa gắn vào đây thì mình sẽ cắm vào. Đây là cái rắc DVI của mình thì mình sẽ cắm vào cái chân DVI của cái cạc hình rời. Nếu mà các bạn nào dùng VGA thì các bạn hãy cắm vào chân VGA. Bạn nào dùng HDMI thì cắm vào chân HDMI nhá, tùy vào cái chân của cái cạc hình rời. Bây giờ mình sẽ cắm này. Cắm vào sau đó chúng ta vặn cái ốc này cho nó chắc. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắm này, bàn phím cắm vào USB, cái lỗ USB ấy. Chuột cắm vào lỗ USB. Tiếp theo là dây mạng thì cắm vào cái lỗ của dây mạng. Tiếp theo là nếu mà các bạn có loa thì các bạn cắm vào cái lỗ màu xanh ở giữa nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ cắm dây nguồn. Cắm dây nguồn. Đấy, cắm dây nguồn vào để nó cấp nguồn 220V. Tiếp nữa là nếu bạn nào mà cái nguồn nó có cái công tắc 01 ấy thì chúng ta chuyển sang số 1. Được chưa? Sau khi đã cắm xong hết mọi thứ rồi chúng ta sẽ tiến hành làm bật thử xem là cái chiếc này có lên không nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bật nhá. Chúng ta sẽ ấn nút nguồn này. Đấy, các bạn có thể thấy là cái nó quay rồi đúng không? Nó quay rồi. Thì để xem nó có lên không. Rồi, lên rồi các bạn này. Đấy. Nó lên rồi và hiện tại cái ổ cứng của mình ấy, hiện tại cái ổ cứng của mình nó đã có sẵn win. Vì mình lấy một cái ổ cứng của một cái máy khác mình cắm vào đây để mình cho nó lên win luôn thì mình sẽ test game được. Thì ví dụ như là cái máy, cái ổ cứng của bạn nào mà nó chưa có win ấy, chưa có win thì các bạn cần phải cài win vào. Thì các cái hướng dẫn về cài win thì mình đã chia sẻ rất chi tiết ở bên cái website đạtdủđỉnh.com rồi. Các bạn có thể vào đó để các bạn có thể tham khảo những cái cách cài win nhá. Và các bạn lưu ý là khi mà các bạn cài win thì các bạn cài ở cái ổ SD nhá. Cái ổ SD là cái ổ nhỏ này này, để chúng ta cài win vào đấy. Còn cái game ấy, game thì chúng ta sẽ để lưu trữ vào cái ổ HDD. Nó hiện tại nó chưa lên này. Chắc là nó có một cái xung đột gì là nó không vào win được. Thì các bạn chờ một chút kệ nó. Được chưa? Thì đấy, thì sau khi chúng ta cài win xong thì chúng ta sẽ tiến hành là cài driver. Cài driver rồi chúng ta sẽ tiến hành là cài các cái phần mềm, ví dụ như Word, Excel hoặc là Chrome hoặc là trình duyệt. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cài game. Đấy, cài các cái game để chúng ta chơi. Thế là xong, thế là hoàn thành cái chiếc PC. Thì cái chiếc PC này các bạn có thể thấy là mình lắp khá là nhanh đúng không? Nếu mà mình mà không nói, mình mà không ngồi mình nói, mình chỉ các bạn thì còn lắp còn nhanh nữa. Thì vậy nên là mình muốn là các bạn là cứ mạnh dạn, các bạn là vọc vạch. Mạnh dạn mà các bạn tự lắp cho mình những chiếc PC này. Nó khó khăn một chút thôi nhưng mà khi chúng ta lắp thành công thì nó sẽ khá là hay. Đây, để mình xem cái này nó bị làm sao nhá. Rồi, như các bạn có thể thấy là vừa nãy là nó không lên được win mà nó bị cái màn hình xanh như thế. Thì đấy chỉ là do ấy thôi. Đấy chỉ là do là cái ổ cứng này trước cắm vào cái máy tính khác. Thì cái trước mình cắm vào cái máy tính chính là mình cắm vào cái máy tính gỗ ấy. Cái vỏ gỗ mình đang mượn tạm cái ổ cứng đấy mình cắm sang đây. Thì nó khác ở cái SATA ấy. Thì chúng ta chỉ việc chỉnh ở cái BIOS để cho nó giống nhau là chúng ta có thể vào được win bình thường. Đấy, nhưng mình đã thế này đã vào rồi. Như vậy là mình cũng đã hoàn thành cái chiếc PC này. Hoàn thành cái chiếc PC này với cấu hình là H81 chip i3-4150, RAM 8GB, cạc hình rời GTX 750Ti, một SSD 120GB và một HDD 500GB. Nguồn thì là 400W. Vỏ thì là vỏ thường này thôi. Thì với cái chiếc PC này thì như mình đã nói, trong cái khoảng giá khoảng tầm 5 triệu thì liệu là trong khoảng tầm 5 triệu này với cấu hình này thì chúng ta sẽ chơi được những cái game gì và cái hiệu suất của nó như thế nào? Thì cái clip đấy thì mình sẽ tiến hành test bên kênh Đạt Đủ Đỉnh các bạn nhé. Và mình sẽ để dưới phần mô tả cho các bạn. Hẹn các bạn khoảng tầm ngày mai ngày kia thì mình sẽ cố gắng ra cái clip test game của cái chiếc PC này. Và mình sẽ để dưới mô tả cho các bạn nhé. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ tạm dừng clip tại đây. Mọi chia sẻ cũng như là góp ý của các bạn thì các bạn hãy comment ở dưới cho mình nhé.
Rồi các bạn cứ nói chung là các bạn cứ mạnh dạn mà các bạn làm những chiếc PC này đi, không có gì phải lo hoặc phải ngại đâu nhá. Rồi chào các bạn và chúc bạn thành công. Chào.